Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đã mở rộng và phát triển mạnh hơn về phía Đông Nam. Hầu khắp toàn khu vực Bắc Bộ đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 36 đến 39 độ. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ. Tình trạng nắng nóng này tại Bắc Bộ sẽ còn tiếp tục duy trì trong ngày mai 23 tháng 6. Trời vẫn có nắng từ sớm và kéo dài trong ngày. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng sẽ có phần giảm bớt đi so với 24 giờ trước đó, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực phổ biến ở ngưỡng là 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khoảng từ đêm mai 23 tháng 6, thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến bởi một rãnh thấp mây dông di chuyển xuống gần khu vực vùng núi phía Bắc của nước ta, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao 5.000 m nên mưa dông sẽ xuất hiện trở lại. Các tỉnh vùng núi phía Bắc là nơi sẽ có mưa sớm nhất, sau đó thì mưa lan xuống các tỉnh đồng bằng. Dự báo toàn Bắc Bộ sẽ có mưa dông diện rộng trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6. Ở vùng núi có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Người dân cần hết sức đề phòng. Do có mưa nên trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, nền nhiệt độ có xu hướng giảm. Nắng nóng có thể chấm dứt ở các tỉnh vùng núi. Với khu vực đồng bằng, nắng nóng cũng sẽ giảm bớt, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi thuộc vùng Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Lui xuống Trung Bộ, trong 3 ngày tới, nắng nóng vẫn là vấn đề đáng lưu tâm ở khu vực này, bởi vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn, nên tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 37 đến 40 độ, vùng núi có nơi trên 41 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng nóng có phần giảm bớt mức gay gắt hơn, nên nhiệt độ sẽ thấp hơn từ 1 đến 2 độ so với các tỉnh phía Bắc, phổ biến ở ngưỡng là 35 đến 38 độ. Trong ngày mai, các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Sang đến ngày 24 và ngày 25 tháng 6, gió mùa Tây Nam suy giảm cường độ nên mưa sẽ giảm xuống diện rải rác. Thời gian xảy ra mưa dông thường vào cuối ngày. Trong cơn dông luôn tiềm ẩn những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh hết sức nguy hiểm nên người dân cần chú ý đề phòng. Ban ngày mưa giảm, chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi và xen kẽ những khoảng hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới tại Tây Nguyên ở vào khoảng là 30 đến 33 độ và Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Trên vùng biển phía Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới chủ yếu thịnh hành trường gió Nam đến Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi nên tầm nhìn xa khá thông thoáng. Trong khi đó, các vùng biển phía Nam bao gồm từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới chủ yếu có gió Tây Nam ở mức là cấp 4. Mưa dông tiếp tục xảy ra trên các vùng biển này, làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km và khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, nên tàu thuyền lưu thông trên các vùng biển này cần hết sức chú ý. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!